Thưa quý vị, một cuộc đọ sức nóng bỏng và khốc liệt sẽ diễn ra tại Singapore trong khuôn khổ bảng B AF Cup 2020 khi tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào lúc 19 giờ đêm nay ngày 15 tháng 12. Tờ Bola Indonesia chia sẻ nhận định, thật không quá lời khi nói rằng cuộc gặp gỡ giữa tuyển Việt Nam và Indonesia ở AF Cup 2020 là một sự cạnh tranh khốc liệt. Sơ dĩ như vậy là bởi hai đội bóng này đang chiếm giữ hai vị trí đầu tiên ở bảng B AFF Cup 2020. Đội tuyển Việt Nam và Indonesia cùng sở hữu hai trận toàn thắng. Indonesia có vẻ ngoài bóng 7 khi họ thắng Campuchia 4-2 và Lào 5-1. Việt Nam cũng có hai trận thắng trước Lào 2-0 và Malaysia 3-0. Bản thân tuyển Indonesia đã đạt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 sau khi ngôi áo quân là thành tích tốt nhất trong các lần tham dự giải của họ. Trong khi đó, Việt Nam đang là đương kim vô địch AF Cup sau khi đăng quang giải đấu năm 2018. Cuộc đối sức giữa hai đội được dự đoán là hấp dẫn vì cả hai đều có thực lực. Có bốn sự thật thú vị liên quan đến cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia. Thứ nhất, hiệu quả và sạch lưới. tuyển Indonesia đã thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng và hiệu quả ở AF Cup 2020 sau hai trận thắng Campuchia 4-2 và Lào 5-1. Kết quả này giúp Indonesia là đội bóng có hàng công xuất sắc nhất AF Cup với 9 bàn thắng. Điều thú vị là có đến 7 cái tên khác nhau ghi bàn cho Indonesia. Đội hình của Shin Tae-yong có khả năng ghi bàn vượt trội hơn Thái Lan 6 bàn và Việt Nam 5 bàn, chỉ tính hai trận đầu. Những đội được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AF Cup 2020. Tuy nhiên, tỷ Việt Nam cũng có một kỷ lục không kém phần hào nhoáng. Thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo giành hai chiến thắng trước Lào 2-0 và Malaysia 3-0, Nhìn bảng tỷ số cho thấy Việt Nam có hai trận giữ sạch lưới nhờ một hàng thủ rất chặt chẽ. Thành tích này giống hệt với Thái Lan Trận thứ ba Thái Lan thắng Philippines 2-1. Thứ hai, kiến trúc sư người Hàn Quốc. Cuộc đối đầu giữa hai chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tô điểm cho trận đấu này. Một cách tình cờ, Các Việt Nam lẫn Indonesia đều được dẫn dắt bởi huấn luyện viên đến từ xứ sở nhân sâm. Ông Park Hang-seo ở Việt Nam, còn ông Shin tae ở tuyển Indonesia. Tuyển Việt Nam thể hiện sự tiến bộ vượt bậc ở Đông Nam Á và Châu Á kể từ khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo từ năm 2017. Nhờ vị kiến trúc sư 64 tuổi này, Việt Nam đã giành chức vô địch AF Cup 2018. Trong khi đó, Shin Tae-yong mới chỉ làm huấn luyện viên trưởng tuyển Indonesia từ đầu năm 2020. CV của ông Shin là không thể bàn cãi vì ông từng đưa Hàn Quốc góp mặt ở World Cup 2018. Tuy nhiên, sự nghiệp huấn luyện của ông ở Indonesia bị cản trở bởi đại dịch Covid-19. 3. Đối đầu Việt Nam tỏ ra vượt trội Indonesia trong 5 trận gặp nhau gần nhất. Cụ thể, những chiến binh sau vàng tháng 3 so với Gurada chỉ thắng một trận. Trong hai lần đụng độ gần nhất, hai đội đều gặp nhau ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Kết quả là tuyển Indonesia bị Việt Nam bùi dập cả hai trận với tỷ số 3-1 15 tháng 10 2019 và 4-0 7 tháng 6 2021. Ở lượt trận đầu tiên, Indonesia khi đó do Simon McNamani chỉ đạo trong trận đấu diễn ra ở Bali. Sita sau đó là huấn luyện viên trưởng Indonesia trong trận thứ hai và kết quả là ông thua ông Park 0-4. Tuy nhiên, Ngược về quá khứ xa hơn nữa ở AFF Cup, Indonesia lại nhỉnh hơn Việt Nam. AFF Cup 2016, Indonesia thắng Việt Nam 2-1 trong trận bán kết lượt đi 3 tháng 12 và hòa 2 đều trong trận lượt về trải qua hai hiệp phụ 4 ngày sau đó, Việt Nam thắng 2-1 sau 90 phút. Thứ tư, đội hình toàn cầu thủ thi đấu trong nước. Chỉ có 2 trong tổng số 10 đội tuyển tham dự AFF Cup 2020 đem đến Singapore thành phần toàn những cầu thủ thi đấu giải trong nước. Một trong số đó là Campuchia, Đội bóng không được đánh giá cao và chưa bao giờ lọt vào bán kết AF Cup. Đội còn lại chính là tuyển Việt Nam. Điều khác biệt là dù đội hình của ông Park toàn cầu thủ đá ở giải Việt Nam, nhưng họ được xem là đại gia ở chiếu trên tại AF Cup 2020. Việt Nam luôn có tên cùng các đội khác như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore trong danh sách ứng viên vô địch. Các cầu thủ Việt Nam hiếm khi lập nghiệp tại nước ngoài, nhưng điều đó không khiến họ có ít kinh nghiệm hơn. Hãy nhìn vào màn trình diễn của họ dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo, người luôn được yêu mến ở Đông Nam Á. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về philoavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.